Bài tập nghỉ hè. Vui quá, bố đồ nhỏ lại thua rồi. Con đầu to, hôm nay con không được đi chơi nữa. Đi dọn phòng đi. Mẹ tập về ơi. Nghỉ hè dài lắm, mai con dọn. Nhưng mai nhà trẻ khai giảng rồi, con có thời gian dọn không? Gì, gì ạ? Nhìn đi, hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng rồi ư? Chính xác, nên mau dọn phòng sạch sẽ đi, cả cặp sách nữa. Thôi xong, mình chưa làm bài tập hè. Nhật ký sâu bướm. Cái này đơn giản, làm cái này trước. Sâu bé bỏng ơi, đừng cựa quậy, tao vẽ xong nhanh thôi. Được rồi, bây giờ bắt đầu vẽ hình dáng mày biến thành bướm bướm. Như vậy thì tao mới hoàn thành bài tập được. Mau biến hình đi. Mau biến thành bướm bướm đi. Nếu không mày chính là con sâu lười. Đừng đi mà, tao vẫn chưa vẽ xong. Thôi được rồi, vậy đi làm bài tập khác đã. Bố đồ nhỏ ơi, bố đưa con đi xem nơi bố làm việc được không? Sao bỗng dưng lại muốn đi làm với bố? Bài tập hè của con yêu cầu đi tham quan nơi làm việc của bố mẹ và vẽ lại. Lại còn thế nữa à? Được thôi, mai bố dẫn con đi. Không được không được, hôm nay phải đi luôn. Hôm nay nghỉ mà, công ty không có ai. Không được đâu, phải đi luôn cơ. Phải là hôm nay, bắt buộc. Con đầu to đừng quậy, có đi thì cũng không ai mở cửa cho vào. Thôi được, vậy con làm bài tiếp theo. Làm người tốt việc tốt. Ừ, cái này đơn giản. Thằng nhóc này, sao thế nhỉ? Ông ơi, cháu đưa ông sang đường nhé. Không có gì đâu ông. Ông ký giúp cháu vào đây chứng minh cháu đã làm người tốt việc tốt với. Để cháu hoàn thành bài tập. Cháu làm việc tốt hồi nào? Ông có muốn sang đường đâu cơ chứ? Ông ơi, làm sao bây giờ? Con đầu to, con gặp khó khăn gì có thể nói với bố. Bố sẽ giúp con. Bố đầu nhỏ ơi, ngày mai khai giảng rồi mà con vẫn chưa làm xong bài tập hè. Thế giờ con nhận ra lỗi lầm chưa? Con nên lập kế hoạch cho thời gian nghỉ hè. Bố cũng không đúng, nên đốc thúc con chăm chỉ làm bài, chứ không phải để con chơi suốt như thế. Chúng ta đều có lỗi cả, vậy thì hãy cùng nhau sửa sai nhé. Bố và con cùng hoàn thành bài tập được không? Nào, đi làm bài thôi. Thật ạ? Tốt quá, cảm ơn bố đầu nhỏ. Bài tập nhiều ghê. Không sao, chúng ta làm lần lượt, hoàn thành được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Dạ, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Quan sát nhật ký sâu bướm, tham quan nơi làm việc của bố mẹ thì không làm được rồi. Bố đầu nhỏ, thế là vẫn không hoàn thành được. Đúng vậy, với tốc độ này thì hôm nay không thể làm hết được. Nhưng ngày mai phải đi học rồi. Con định làm thế nào? Con định ngày mai nhận lỗi với cô giáo, rồi sẽ bổ sung nốt bài tập còn lại vào sau giờ học. Từ sau con sẽ không mãi chơi nữa. Ồ, tốt quá, ngoan lắm. Bố đầu nhỏ, mẹ tập về ơi, con về rồi đây. Ủa, bố đầu nhỏ, mắt bố sao thế? Con đầu to, con vẫn chưa dọn phòng. Từ sau con không dám nữa đâu.
vỏ trái cây di động. Bố đồ nhỏ, đến giờ uống thuốc rồi. Lại uống thuốc à? Anh khỏi bệnh rồi mà. Vớ vẩn, sốt liền mấy ngày, không uống thuốc sao được? Đáng lắm, anh không uống đâu. Không muốn làm gương cho con đồ to à? Mau uống đi. Đắng quá. Bố đồ nhỏ ơi, bố đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Bố nhìn này, đây là giỏ trái cây của chú ở cơ quan bố đem đến. Chúc bố sớm bình phục. Cảm động quá. Bố ơi, chúng ta ăn hoa quả đi. Trông ngon quá. Được, để bố bóc nó ra. Không được, giỏ trái cây này đắt lắm đấy. Lại còn đẹp như thế, anh nỡ bóc nó ra sao? Đẹp đến mấy thì cũng chỉ là hoa quả thôi mà. Là để ăn chứ có phải để ngắm đâu. Muốn ăn hoa quả thì ăn quả rời ấy. Sáng mẹ đi chợ mua nhiều lắm. Còn giỏ trái cây giữ lại đi tặng người khác thì hơn. Bố đồ nhỏ vừa mới ốm dậy, chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Mẹ tập gì thì anh đang nghỉ đây mà. Ở lì trong nhà suốt bao nhiêu ngày, chắc anh cũng muốn ra ngoài vận động rồi. Nhưng anh... giỏ trái cây này đem đi tặng chú Mao hàng xóm đi. Hả? Sao lại thế? Trong thời gian anh ốm, chú Mao đã sửa hàng rào giúp nhà mình. Không cẩn thận đập vào chân bị thương. Chúng ta nên bày tỏ chút tấm lòng chứ, phải không? Đúng đúng, nên như thế. Giỏ trái cây này làm quà, đi thăm chú Mao là vừa đẹp. Ừ, phải phải. Thế mau đi đi. Mấy hôm tôi bị ốm, cảm ơn anh đã sửa hàng rào giúp nhà tôi. Chúc chân anh sớm bình phục. Hàng xóm giúp đỡ nhau là việc nên làm. Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Khỏi lâu rồi. Nhà tôi có chút tấm lòng, mời anh nhận cho. Anh khách sáo quá. Vậy tôi về nhé. Chào anh. Gà đáng ngương quá. Đi chia cho anh đồ to ăn cùng. Cứu con, đừng lại gần đây. Cứu tôi với, đừng đuổi tao. Cứu tôi với, đừng đuổi tao. Cứu tôi với, kẹo bông. Anh đến bảo vệ em đây. Kẹo bông, em không sao chứ? Không sao. Ây da, anh đầu to, chân anh bị thương rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Không sao, anh nhờ bố đồ nhỏ băng bó cho là được. Sao thế kẹo bông? Con chó bắt nạt cháu. Đi về, về nhanh. Nín đi đừng khóc. Con chó hư quá. Nhưng mà gà rán của cháu bị con chó tham ăn ăn mất rồi. Kẹo bông, cháu xem giỏ trái cây này có đẹp không? Wow, giỏ trái cây đẹp quá. Còn cách nơ xinh nữa. Có thích không? Chú tặng cháu, coi như là thay cún con đền bù cho cháu nhé. Cảm ơn chú Mao. Giỏ trái cây đẹp thật. Kẹo bông. Wow, giỏ trái cây ở đâu ra mà đẹp thế? Chú Mao tặng em đấy. Đẹp quá, nhìn đã thấy ngon rồi. Chúng ta ăn nó đi. Không được ăn. Sao thế? Lúc nãy em bị chó đuổi. Anh đồ to đã giúp em đuổi con chó đi, ngã rách cả đầu gối. Em muốn đi thăm anh ấy. Ừ, có lý. Vậy chúng ta cùng đi đi. Lúc nãy là ai thể hiện? Nó chỉ rách tí da, không hề đau. Mẹ đã dặn rồi, ra ngoài chơi phải chú ý an toàn. Được rồi, đừng trách con đồ to nữa. Con đồ to vì muốn bảo vệ em gái nhỏ yếu đuối mới bị thương. Rất dũng cảm, bố tự hào về con. Thật à? Đồ to, anh đồ to ơi. Nghe nói đồ to bị thương, tụi cháu đến thăm bạn ấy. Anh đồ to bị thương có nặng không? Thằng bé ổn rồi, mời các cháu vào. Chúc anh đồ to sớm bình phục. Hả? Giỏ trái cây này lại quay về rồi. Hay quá, vậy chúng ta cùng ăn trái cây đi.